Xin chào mọi người, Lâm đang đứng trước đài Đức Mẹ Tân Hiệp. Hôm nay là ngày 24 tháng 12 là một cái. Dạ. Dạ. Hôm nay là cái ngày đặc biệt thì cũng là ngày Noel. Lâm sẽ đi dạo một vòng ở đây, rất là đông người. Đây là quốc lộ 80 hướng về phía Gạch Giá đây. Đây. Quốc lộ nhưng mà đầy hết trơn rồi. Là một ngày lễ đặc biệt, ở phía trước có rất là nhiều người mua bán. Và nhiều bà con đang tụ tập ở phía trước này. Đây, Lâm đi từ bệnh viện vào phía trong. Đây rất là đông. Lâm phải gửi xe từ phía xa mới đi được. Như là một cái ngày là hội của các bà con giáo dân. Cái chương trình như đã hết rồi nhưng mà Long vẫn muốn đi để coi cái quang cảnh như thế nào. Đông lắm. Đây vào chơi thôi. Quá đông. Đây nhìn một phát kìa. Đây cũng có nhiều món ăn rất là ngon.
chào mừng Noel, đêm nay bầu trời Bethlehem chẳng biết tương bừng huy hoàng. Jesus là người như ta, trong hoa bò được sinh ra, vì yêu nhân thế chúng ta đã giáng sinh trong đền thờ. Để Jesus vua hòa bình đời, mang cho ta bao niềm vui mới, khi thấy Chúa trên trời. Ở đây cũng có rất là nhiều chỗ để ăn uống. Rất là nhiều cái tiểu cảnh rất là đẹp ở trong đây. Rồi, vào thôi. Hả? Coi như làm đi ngược người ta rồi. Cái tiểu cảnh rất là thật đây. Để mình lên đó vòng nào. Quá trời đẹp. Đi lên đỉnh rồi. Wow. Đi lên chơi nào. Đây là trò mô phỏng ở đây có tiểu cảnh là nước và có thả cá dưới đây luôn nè mọi người. Đây. Đây là tiểu cảnh dựng bằng nước và ở đây là một cái sàn bằng sắt, là một cây cầu đó mọi người. Ai ở đồng quê thì cái này rất là quen thuộc, không có gì lạ hết. Nhưng mà đối với các bạn ở
Thành thị thì cái này nó hơi lạ một tí. Mới có lên đại không anh? Mấy này mới có lên đại không? Không.
tiểu cảnh làm đẹp quá. À, đi qua cầu chơi chút nè. Từ từ không quá dễ ăn. Đây là mô phẩm cây cầu nè quý vị, đây bước qua đây rất là đẹp. Vlog. Đăng lên nhớ tăng tên con luôn nha. Con tên là tên mọi người, hôm nay mình sẽ dắt mọi người đi thăm cái tên con là Cò Lễ Vlog. Có gì cho á, sao cũng có gì luôn, mình cũng không nghe cái chỗ mà giữ nó chứ không có gì. Cái này như năm nay không bằng năm rồi, trong đây ha, phải không?
À, năm ngoài đông hơn. Về lớp chú tên gì? Mai mốt con vô con subscribe, con like, con share cho. Trời ơi. Like và chia sẻ. Đánh lên đi. Chiều nay đánh lên là có rồi. Ủa đi tới đâu rồi trời ơi. Ủa đi ra cổng trước. Anh lộn rồi. Ủa chú mình đi ra cổng trước là được. À, cảm ơn. Đi ra ngoài quẹo lên mà. Dạ dạ. À, tắt cái khúc này đi mọi người ơi. À, Lâm sẽ đi qua thẳng tới ở phía trước luôn. Rồi đó, phía trước đó rồi Lâm sẽ bật tiếp. Rồi trước. Chúng ta đã ra được cổng trước rồi mọi người. Nãy là đi ra phía sau luôn. Còn bên là mình cũng vẫn chưa có đi. Để Lâm sẽ đi khu vực phía bên tay phải nữa. Rồi sẽ về. Đi hơi hút à. Đi hơi xa nữa. Giờ này hơi vắng hơn tí. Lúc khoảng 6 giờ Lâm có đi ngang thì đường này nó cặt kính luôn. Giờ đỡ hơn hơi nhiều. Ở đây thì giống như ở đình vậy đó, mọi người có vô thì cũng có thể gửi xe, những cái bãi giữ xe mọc lên cũng xung quanh rất là nhiều. Chúng ta lại đi thẳng vô đó, đi vào phía bên tay phải một tí nữa rồi Lâm sẽ đi về. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thế trần tâm tôi bước lên ánh sáng dần về đó chứ chị. Chợ về là chợ về cái mặt mình quay đằng trước. À, mặt quay trước hả? À. Dạ. Vô camera đi à. Đây. Đó. Đây là ở giữa rồi. Xin cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại ở những cái clip tiếp theo. Tới đây thôi ạ. À.